Sao bạn Nhật xin chào các bác nhé. Em lại tiếp tục lên sóng phục vụ các bác chiếc máy lọc khí Daikin đồng hồ vuông. Một con thì bên em đã làm vệ sinh sạch đẹp trắng tinh tươm cho các bác rồi. Mã số 10 nhé. Một con máy lọc khí làm đẹp trắng, vệ sinh sạch sẽ cả một thời gian này các bác. Trắng tinh luôn. Con này thì bên em đấu biến áp điện 220V rồi. Mọi chức năng hoạt động ok ngon lành hết các bác nhé. Tất cả mọi chức năng hoạt động ngon lành hết. Bảo hành cho các bác 1 năm để đã test chuẩn mọi chức năng. Chiếc này thì nó phù hợp cho các bác dùng cho phòng khoảng 55m² trở lại, công nghệ màng HEPA kết hợp hai cột lọc tĩnh điện hai bên, là cái công nghệ độc quyền của Daikin luôn các bác nhé. Màng HEPA kết hợp với hai cột lọc tĩnh điện hai bên. Con này thì cái màng HEPA zin của nó còn khá là đẹp này các bác này, trắng tinh nhé. Đấy, trên em để nguyên giá em vẫn bán là 2,5 triệu. Các bác nào không thích cái màng này thì mình báo thì em sẽ thay màng mới mà giá vẫn như vậy nhé. Thay màng mới giá vẫn như vậy thì cái màng này em sẽ lắp cho máy khác. Đây, còn cái màng này hiện tại đang mới rất là đẹp nhé. Một con hình thức đã làm rất là đẹp, long lanh cành đào, giá 2,5 triệu, bảo hành 1 năm, trừ phí vận chuyển. Các bác nào mà lấy thì các bác alo nhé. Các bác ở xa thì mình mua thì đặt cọc trước 500 nhé. Nhận hàng kiểm tra thanh toán nốt. Các bác nào mà con này chuyển khoản hết tiền trước em bao ship toàn quốc luôn. Chào các bác nhé.